Ok. Bây giờ tới đâu tầm 20 này. Đậu đậu tên school đậu. Gummy Pokemon không nhớ lầm hệ độc với hệ rồng khi nào ta cắn. Con dơi nắng lửa rắn chuông bây giờ đi bắt con Masado đào này như phải bơi qua chiếc thuyền khó nhỉ. Lâu chưa chơi con game này khó. Đi tới thành phố nè. Đi đợi tao ăn. Đợi với, cho đi với. Đẹp quá anh. Rồi tới thành phố. Tạm school Yemin. Nguyên con tàu của tạm Tạm school. Đi đi anh đi. Một câu đấy skill item của chúng tôi đây. Welcome to class Telecity. Tiếng Anh ngu vãi. Nhận được San Nin Chang quay
Ok, chúng ta đi bắt con Masado nè. Bắt con Masado trước cho anh em. Đúng, không phải chỗ này, không phải chỗ khác. Bên kia chút. Thấy không? Ừ, đúng rồi, đây nè. Bắt con Masado tập tháp ấy. Không phải luôn à. Cái này đúng không? Đây này. Rồi nó mở luôn. Mày chăng đây này nghỉ này. Vô lâu rồi chưa chơi. Vô đây là chính là em Masado của chúng ta. Masado hay Masado? Đợi tôi chụp hình cái. Eo. Trở lại thôi. Masado. Ai bên luôn. Mạnh thế. Đừng chết.
Wow, thành đỡ bớt. Còn nào ăn? Dạ, mà sợ đồ. Phải tìm góc. Mà sợ đồ đã về đợi chúng ta. Chúng đồ đi về. Quê cái gì nào? Thank you.
Pika. Ramachi. Ý bất thẩm hả? Tí coi. Cái nào? Người con về tô ghẹ đi hết chuỗi hạn nữa. Con này phải cây ép nó mạnh được. Okay.
tâm linh. Chuyên cấp 2 ngủ này chỉ đủ. Ba con bé nguyên cùng cách vậy. Kinh lắm. Vì sao mưu si thân đỡ bớt. Tentacle thân đỡ bớt. Rimsky. Hết cái nước bớt. Lại cá chết. Xúc thân quá sẽ bị choáng. Rồi xong đai luôn. Bị chán và kết. Ma với hệ nước này cắn chết ngắt luôn. Con tiếp theo, ui con đùa nước. Thôi đạp nó. Trời thố. Ừ.
thằng gì đây? Con vít, con nữ đất, con tôm hùm. Tôm hùm này chạy nào gì bây giờ tới hội quan hệ mấy đây, hệ quan hệ thứ ba, hội quan hệ có đây đường này đây. Quá thằng ác của con Pikachu. Ý đợi tao. Đi đâu vậy? Đợi tao. Đây rồi. Get ready to go. Yes.
ác. Được mở kích hiệu quả hệ ăn sức bệnh phạt này. Một lắm thần lực mới. Ý, đừng chết. Thank you.
USB đẹp. Lần nào đây? Kỳ quá. Kỳ lên. Tiên không thể hiệp âm linh được xả đặt quá. Bòi gò công địch tâm linh. Bắn nữa. Musahana cặp hạ hệ tâm linh này. Hai bên hệ thép và hệ đực này rồi chó hệ đá mày.
Left Tower to enter. What? You go to the line. Okay, so now. Wait, bon. Oh no, that's all. No. Kiểu là tụt tụt lại. Thank you.
ai bên bớt bớt quả không chết hay quá anh ơi. Hãy ăn cả chuột tỉnh điện luôn. Cái game leader còn bị bút bút vậy bút này bút này trời con hèm quá gì con rùa có
lâu vãi. Bốn con cherry, quả cherry. Ăn bơm một đấm. Còn hệ nước sang hô và dùng hệ nước phải dùng cú đấm điện khắc chế lại. Một đấm chết luôn. Kèo rét trong hệ nước, cú đấm bằng điện. Hello Masato. Điện ninja. Quá dữ. Cứ quát là heo cấp 19 chứ hóa. Một đấm chết luôn. Ảo quá. Ảo quá cái gì đó. Còn về một Pokemon Rider đừng kêu cái đó là Basico nha. Basico bây giờ đi bắt con tụt con cá sấu hệ nước với hệ bóng tối. What the hell. What? Có gì đó. Có gì đó. Mà sẽ đào rìu lưu vật cũng này cấp 2. Không có con gì. Có Pikachu. Vợ có Ibisani. Vì cá mày. Có Pikachu Sani. Mà quay video lại kể các bạn ta chắc nhận thức làm video. Ê tin đồ quay nè ngon. Con chết đúng rồi. Pikachu Sunny đã về đội chúng ta. Pikachu. What? Nguyên cả bay. Bỏ máu lên. Cả đó bị thật chiều. Cậu hay muốn bị cái chiêu tiếng hóa hay là lá chung? Cao, thích á. Cậu hay. Hồi
Pikachu hơn. Thunderstorm. Sao lại dạng Matika? Cái gì? Thì là sao? Mày chết chết. Eevee. Eevee sang mặt hết. Bật hết. Hết chưa? Không chưa con nào hết. Túng. Cao phần. Chui vô đi anh ơi. Châu vãi. Dạ, mặc thật sao? Đực. Level 15. Không có chi chết. Không không đọc bụng làm clip đang chơi game. Tớm vãi. Cả chị ấy, cái này không phải là anime. À anime, phim thôi. Cái phim. Cái gì đâu. Khi hot.